Ngày 23 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết đã dẫn giải đối tượng Nguyễn Quốc Vương, 31 tuổi, trú tại xã E Rốc, huyện E Súp, tỉnh Đắk Lắc, về lại nhà để chỉ hiện trường vụ hiếp dâm cháu gái 11 tuổi. Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 5 năm 2021, do phải đi làm ăn xa, nên mẹ cháu gái đã sang gặp vợ của Vương và xin cho cháu đến ngủ nhờ vào buổi tối cùng con gái của Vương. Khoảng 22 giờ một ngày đầu tháng 5 năm 2021, khi cháu gái sang nhà để ngủ với con gái Vương, thì bị Vương chặn lại ở cửa nhà, sau đó thực hiện hành vi đồi bại. Đến lần thứ ba, khi Vương đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái trong nhà tắm của gia đình, thì vợ Vương phát hiện. Sau đó, Vương đến công an xã đầu thú. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện e Súp để điều tra, đến nay công an tỉnh Đắk Lắc đã có đủ căn cứ bắt tạm giam Vương về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.